Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình điện tử do Đài Truyền hình Yên Thế thực hiện trên cổng thông tin điện tử Yên Thế. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Sáng ngày 27 tháng 2, tức ngày Thầy thuốc Việt Nam, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Giáo dục Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan tổ chức phát động chương trình Sức khỏe Việt Nam. Sự kiện được kết nối trực tuyến với điểm cầu 63 tỉnh thành phố trong cả nước với hơn 700 điểm cầu quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Tại điểm cầu huyện Yên Thế được tổ chức tại trụ sở Trung tâm Viettel Yên Thế có sự chủ trì của đồng chí Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng sự tham dự của lãnh đạo, cán bộ, viên chức một số cơ quan chuyên môn của huyện. Chương trình Sức khỏe Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 2 tháng 9 năm 2018 nhằm thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Chương trình đề ra các nhiệm vụ giải pháp để tập trung thực hiện 28 chỉ tiêu của 11 lĩnh vực sức khỏe ưu tiên gồm dinh dưỡng hợp lý, vận động thể lực, chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phát hiện sớm, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc quản lý sức khỏe người dân, sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe người lao động. Chương trình phát động bao gồm các hoạt động được diễn ra đồng thời tại tất cả các điểm cầu trên toàn quốc như tổ chức đo huyết áp, đo chức năng hô hấp, xét nghiệm nhanh đường máu và tư vấn sức khỏe để tuyên truyền vận động người dân thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật, tổ chức chương trình tập thể dục trực tuyến tại các điểm cầu và đi xe đạp, đi bộ diễu hành để quảng bá hưởng ứng phong trào toàn dân tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 2, tức ngày 18-19 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, xã Xuân Lương đã tưng bừng tổ chức lễ hội Xuân Lung Thác Ngà năm 2019. Đây cũng là năm thứ ba lễ hội này được diễn ra. Tới dự có đồng chí Hà Văn Núi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Huyện ủy Yên Thế, các đồng chí lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, Hội đồng hương huyện Yên Thế tại Hà Nội, đồng chí Vũ Chí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các đồng chí thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã thị trấn lân cận và các địa phương giáp danh với xã Xuân Lương cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Cùng với nghi lễ dâng hương và các hoạt động như tiệc trà, triển lãm giới thiệu sản vật tiêu biểu của địa phương, giới thiệu tour du lịch Xuân Lung Thác Ngà, lễ hội năm nay còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian đặc sắc như bịt mắt bắt lợn rừng, trọi dê, bóng chuyền hơi, bóng chuyền xa, bắn nỏ, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương tham gia. Đây là dịp để xã Xuân Lương giới thiệu tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đến với du khách thập phương, quảng bá các sản phẩm, tiềm năng thế mạnh, nét đặc trưng trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời đây cũng là dịp để tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân các dân tộc trong xã và thắt chặt tình đoàn kết với các địa bàn lân cận, từng bước thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Sáng ngày 1 tháng 3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thế tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Tới dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí Đại tá Nguyễn Đăng Số, Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập Hội thao quốc phòng huyện cùng toàn thể các đồng chí sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các đồng chí là chính trị viên chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn, chỉ huy trưởng phụ trách các đơn vị tự vệ và trung đội dân quân cơ động của huyện. Năm 2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện nhiệm vụ huấn luyện lực lượng vũ trang huyện với thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và an toàn giao thông. Phấn đấu kết quả kiểm tra lực lượng thường trực đạt loại giỏi, lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên đạt loại khá. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, năm 2019 tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa lực lượng quân sự với công an. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, gắn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát động đợt thi đua thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2019 với chủ đề huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sáng tạo, an toàn, quyết thắng, tập trung vào 3 nội dung. Đó là quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, nhất là nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, nghị quyết 703 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Tổ chức huấn luyện đảm bảo trong cơ bản thiết thực vững chắc, kết hợp sự huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng, động viên khuyến khích cán bộ chiến sĩ tích cực
nghiên cứu các sáng kiến cải tiến mô hình áp dụng có hiệu quả trong công tác huấn luyện, coi trọng tính chủ động sáng tạo của người học, bám sát phương châm, quan điểm, nguyên tắc huấn luyện, xây dựng tốt tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nội dung chương trình kế hoạch huấn luyện. Thời gian thi đua thực hiện từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Các đơn vị đã đăng ký sau ước thi đua gồm cơ quan ban chỉ huy quân sự huyện, ban chỉ huy quân sự 21 xã thị trấn, các đơn vị tự vệ, 100% các đơn vị đã đăng ký hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đợt thi đua đã đề ra. Kết thúc buổi lễ, các đại biểu đã đi tham quan mô hình học cụ huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện năm 2019. Sáng ngày 26 tháng 2, tức ngày 22 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, xã Tam Hiệp long trọng tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm 9 năm đền Quan Lớn đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa tháng 2 năm 2010, tháng 2 năm 2019. Tới sự buổi lễ có đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện cùng các đồng chí lãnh đạo, đại diện Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể ở huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, nhân dân xã Tam Hiệp cùng đông đảo du khách thập phương. Đền Quan Lớn nằm ở thôn Đền Quan, xã Tam Hiệp, đền thờ cụ Đàm Thuận Huy, cụ sinh ở làng Me, xã Hương Lạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cụ Đỗ Tam Giáp, đồng tiến sĩ, xuất thân năm 1463. Đến năm 1495, cụ được vua Lê cử vào hội Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú và được ca ngợi là thiên hạ đệ nhất danh thi nhân. Sau đó cụ theo vua Lê khởi nghĩa và được thăng thượng thư Tước Lâm Xuyên Bá. Năm 1510, cụ được thăng hàm hình bộ thượng thư và vâng lệnh vua làm chánh sứ sang nhà Minh. Sau khi đi sứ, cụ được thăng thượng thư, bộ lại thiếu bảo và được vào kinh giảng sách. Đến năm 1222, Mạc Đăng Dung tiếm bức, vua Lê Chiêu Tông phải chạy trốn. Khi đó, cụ đã về Chí Sĩ nhận được huyết chiếu của vua. Cụ đã đứng ra tập hợp được 6.000 quân ở vùng Bắc Giang, Đông Ngàn để dựng cờ khởi nghĩa chống lại Ngụy Mạc. Nhưng thế lực không cân đối, cụ phải lui về thủ hiểm ở vùng Yên Thế. Khi ấy, lực lượng nghĩa quân khó có thể địch nổi Ngụy Mạc. Cụ cùng vợ và hai cô con gái là Đàm Dung Hoa và Đàm Quế Hoa tuẫn tiết để bảo toàn khí tiết trung nghĩa. Sau, cụ Đàm Thận Huy được phong làm tiết nghĩa đại vương, vợ được phong làm hoàng hậu phi thân. Lễ dâng hương là dịp nhân dân tưởng nhớ tới công lao cũng như khí phách chiến đấu dũng cảm của vị tướng cùng vợ và hai con trên quê hương Yên Thế. Sáng 27 tháng 2, tức ngày 23 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, xã Tam Hiệp đã long trọng tổ chức lễ hội truyền thống đền cầu khoai. Tới dự lễ hội ở huyện có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã lân cận, cùng đông đảo cán bộ nhân dân xã Tam Hiệp và du khách thập phương. Đền cầu khoai xã Tam Hiệp được xây dựng năm 1524, thờ hai cô con gái của tướng Đàm Thận Huy, đời vua Lê Thánh Tông. Ông là vị quan thanh liêm, chính trực, có nhiều công lao với dân, với nước. Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, ông cùng đô tướng Nghiêm Bá Dực khởi binh cần vương. Song vì quân ít, thế yếu, ông cùng nghĩa quân phải rút về cố thủ tại thành Thọ Xương. Năm 1526, Đàm Thận Huy uống thuốc độc tuẫn tiết, thọ 64 tuổi. Sau khi cha mất, hai cô con gái là Đàm Dung Hoa và Đàm Quế Hoa tiếp tục cầm quân cầm cự một thời gian. Khi lên đến Bản Diễn thuộc xã Tam Tiến ngày nay, hai cô tuẫn mình xuống sông để giữ gìn danh tiết. Nhớ công lao của ba cha con, nhân dân địa phương đã xây dựng hai ngôi đền, gồm đền Quan Lớn thuộc thôn Đền Quan để thờ Đàm Thận Huy và đền Cầu Khoai thuộc thôn Đền Cô thờ hai cô Đàm Dung Hoa và Đàm Quế Hoa. Khi cuộc khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ, đề thám đã chọn nơi đây làm điểm liên lạc của căn cứ khám nghè. Đây cũng là nơi thường trực của Ủy ban Hành chính Kháng chiến xã Tam Hiệp trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Với những giá trị to lớn đó, ngày 17 tháng 2 năm 1994, đền Cầu Khoai được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Ngày 10 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng đền Cầu Khoai là một trong 23 điểm di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt, những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế ở tỉnh Bắc Giang và là một trong 9 điểm di tích được công nhận cấp quốc gia đặc biệt của huyện Yên Thế. Lễ hội năm nay, cùng với nghi lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân và du khách thập phương, xã Tam Hiệp đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc như hội diễn văn nghệ, giải cờ tướng, bóng chuyền hơi và một số trò chơi dân gian khác. Sáng ngày 1 tháng 3, tức ngày 25 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, xã Hưng Vĩ đã long trọng tổ chức lễ hội đình chùa năm 2018.
Dự lễ hội có đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đinh Công Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo một số ban ngành của huyện, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã phía đông của huyện, cùng đông đảo nhân dân trong xã và du khách thập phương. Đình Hương Vĩ được xây dựng từ thời nhà Lê, khoảng cuối thế kỷ thứ 17. Nơi đây thờ hai vị thánh Cao Sơn, Quý Minh, Quốc Công Đại Vương. Theo tương truyền, đó là hai anh em đã có công giúp vua Hùng Vương thứ 18 đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trải qua những năm tháng lịch sử, đình chùa Hương Vĩ đã chứng kiến và chứa đựng nhiều sự kiện lịch sử oai hùng của dân tộc như trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nơi đây là trạm thương binh và là nơi đào tạo lớp y tá đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó là ủy ban hành chính kháng chiến và là nơi đón bà con lánh nạn giặc ngoại xâm từ Lạng Sơn về. Ngày nay, đình chùa Hương Vĩ là nơi tụ tập của nhân dân để thể hiện các lễ tập quán tinh thần và đơn giản tín ngưỡng của nhân dân các dân tộc trong vùng, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con người hòa thuận, sống thủy chung hiếu nghĩa. Bằng những tư liệu lịch sử và nét văn hóa truyền thống đó, năm 1994, đình chùa Hương Vĩ đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Từ đó đến nay, cứ vào ngày 25 tháng Giêng hàng năm, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã và du khách thập phương lại về đây mở hội, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con người mạnh khỏe, gia đình thuận hòa, ấm no, hạnh phúc. Năm nay, ngoài phần lễ, về phần hội, xã Hương Vĩ còn tổ chức nhiều hoạt động như hội diễn văn nghệ, bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông. Qua đó đã giúp nhân dân trong xã và du khách về dự lễ hội đình chùa Hương Vĩ năm nay thêm phấn khởi để quyết tâm đưa xã nông thôn mới ngày một giàu mạnh. Hướng tới kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và chào mừng kỷ niệm 135 năm cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế. Sáng ngày 23 tháng 2, tại sân vận động xã Đồng Tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện phối hợp tổ chức giải vô địch bóng đá nữ huyện Yên Thế năm 2019. Dự khai mạc giải có các đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trong huyện, cùng đông đảo cổ động viên của 21 xã thị trấn tới cổ vũ phong trào. Tham dự giải năm nay có 21 đội đại diện cho 21 hội phụ nữ các xã thị trấn với hơn 200 cầu thủ. 21 đội chia làm 7 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Các trận đấu vòng loại được diễn ra vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần đến trước hội Yên Thế. Trận tranh giải 3 và chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 3 năm 2019. Ngay trong ngày khai mạc đã diễn ra 6 trận đấu vòng loại. Kết quả đội Phồn Xương thắng Tân Sỏi với tỷ số 2-1, Đồng Tâm thắng Hồng Kỳ 5-1, Tân Hiệp thắng thị trấn Cầu Gồ 6-0, Tiến Thắng thắng Đồng Hưu 2-0, An Thượng thắng Đồng Kỳ 7-0 và đội Tam Tiến thắng thị trấn Bố Hạ với tỷ số 6-1. Giải vô địch bóng đá nữ năm 2019 được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích phong trào tập luyện thể thao của hội viên phụ nữ, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từng bước xây dựng, duy trì và phát triển phong trào bóng đá nữ trên địa bàn huyện. Đồng thời thông qua luyện tập thi đấu nhằm tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giúp hội viên phụ nữ rèn luyện sức khỏe, tạo động lực để chị em hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của huyện. Đây là một trong những hoạt động thể thao nằm trong chương trình lễ hội Yên Thế năm 2019. Chiều ngày 27 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện và Ban dân vận huyện ủy phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết năm dân vận chính quyền 2018, triển khai kế hoạch năm dân vận chính quyền 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện và đồng chí Trần Thị Vượng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng Ban dân vận huyện ủy chủ trì hội nghị. Năm 2018, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, để thực hiện có hiệu quả năm dân vận chính quyền ngay từ đầu năm, huyện Yên Thế tổ chức quán triệt triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên về công tác dân vận, đồng thời đã phối hợp tham mưu với cấp ủy sớm ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Từ đó, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trong huyện đã tập trung triển khai khá kịp thời công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.
tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị địa phương. Cùng với đó, Ban dân vận các cấp đã bám sát chương trình kế hoạch của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về công tác dân vận, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Thông qua việc thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội huyện nhà. 16 trên 16 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018 đều hoàn thành và vượt so với kế hoạch. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14,07%, tăng 0,47% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 128,4 tỷ, vượt 28,6%, có thêm một xã về đích nông thôn mới. Hàng trăm km đường giao thông nông thôn được cứng hóa, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn được đổi mới rõ nét. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn thời gian qua, đồng thời nhìn nhận một số hạn chế như đơn vị địa phương còn lúng túng, chưa xác định lựa chọn được nội dung công việc cụ thể để triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền 2018, công tác phối hợp chưa đạt hiệu quả, vai trò trách nhiệm của mặt trận đoàn thể ở một số địa phương chưa được phát huy tối đa. Trên cơ sở những kết quả đạt được tại hội nghị đã thống nhất thông qua 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời thông qua kế hoạch ký chương trình phối hợp thực hiện năm dân vận chính quyền giữa Ban dân vận huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện trong năm 2019. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình điện tử do Đài Truyền hình Yên Thế thực hiện trên cổng thông tin điện tử Yên Thế. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình với những thông tin quan trọng khác. Nhằm nâng cao hiệu quả vai trò của tổ chức đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là giáo dục truyền thống lịch sử, 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, thể hiện vai trò tiên phong xung kích nhiệt huyết của tuổi trẻ trong các hoạt động tình nguyện, xây dựng phát triển kinh tế xã hội vì cuộc sống cộng đồng, thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng các hoạt động tháng thanh niên năm 2019. Sáng ngày 24 tháng 2, Ban Thường vụ Huyện đoàn long trọng tổ chức chương trình lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng các hoạt động tháng thanh niên năm 2019 tại khu di tích lịch sử Đình Sĩnh Thép, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế. Tham dự có đại diện cán bộ tỉnh đoàn, huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương cùng hơn 150 đoàn viên đến từ chi đoàn công an huyện, trường Trung học phổ thông Yên Thế và trường Trung học cơ sở xã Tân Hiệp. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã kết nạp 50 thanh niên ưu tú của trường Trung học phổ thông Yên Thế trở thành đoàn viên. Tiếp đó diễn ra các hoạt động tổ chức ra quân tháng thanh niên qua việc thực hiện thi công công trình sơn đình, tượng, hàng rào, vệ sinh môi trường khu di tích lịch sử Đình Sĩnh Thép. Chiều ngày 22 tháng 2, Hội khuyến học huyện Yên Thế tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, cùng với ngành giáo dục, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền sâu rộng và tổ chức nhiều hoạt động cụ thể đối với công tác khuyến học. Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học trong toàn huyện có bước phát triển nhanh. Hiện có trên 3.500 gia đình hiếu học và 115 dòng họ khuyến học. Trong năm, Hội khuyến học huyện cùng với các dòng họ khuyến học đã trao thưởng cho hàng nghìn cháu học sinh. Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, Yên Thế đã có 4 đồng chí vinh dự được nhận kỷ niệm chương của Trung ương Hội, có 4 tập thể và 6 cá nhân được tỉnh hội khen thưởng. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chiều ngày 28 tháng 2 tại khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, Hội đồng đội huyện Yên Thế phối hợp với Hội đồng đội thị trấn Bố Hạ, Liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Bố Hạ tổ chức lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự buổi lễ có đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo Hội đồng đội huyện, ban giám hiệu các nhà trường cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và hơn 100 học sinh địa phương. Tại lễ phát động sau nội dung sinh hoạt truyền thống dưới cờ và tìm hiểu di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Bố Hạ đã tổ chức kết nạp 18 đội viên mới cho học sinh khối lớp 3 và lễ trưởng thành đội cho 10 học sinh khối lớp 9. Đồng thời tuyên dương khen thưởng cho các đội viên thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Nhân dịp này, liên đội hai nhà trường đã tổ chức cho đội viên thiếu nhi tham quan nhà trưng bày khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho đội viên thiếu nhi đơn vị, động viên các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện tốt, sau này trở thành công dân có ích cho xã hội, đóng góp công sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Ngày 26 tháng 2,
Tại trạm y tế, Ủy ban nhân dân xã Canh Nậu đã tổ chức kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2019. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo phòng y tế, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Canh Nậu, cán bộ y bác sĩ trạm y tế xã, y tế thôn bản và các cán bộ y bác sĩ của trạm y tế đã nghỉ hưu qua các thời kỳ. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng lãnh đạo trạm y tế xã đã đọc thư của Bác Hồ gửi ngành y tế, ôn lại truyền thống 64 năm của ngành y, báo cáo tình hình hoạt động của trạm y tế xã năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Nét nổi bật của trạm y tế Canh Nậu năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy còn có những khó khăn, nhưng cán bộ, y bác sĩ trạm y tế xã Canh Nậu đã vượt lên, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và góp phần tích cực trong công tác chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trạm y tế đã tổ chức xây dựng tốt phẩm chất đạo đức ngành y, đẩy mạnh học tập làm theo Bác, tập trung lực lượng kiểm soát phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tranh thủ các nguồn lực để nâng cấp chỉnh trang trạm y tế. Đặc biệt, đã tranh thủ và phát huy tốt hiệu quả kích cầu của Trung tâm Y tế huyện đầu tư cho trạm về máy siêu âm màu, máy làm răng và một số thiết bị cần thiết để thuận tiện cho công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân địa phương. Năm 2018, ngành y tế xã Canh Nậu đã giữ vững chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 1, phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2 trong năm 2019. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã Canh Nậu cũng đã khen thưởng cho một tập thể và 4 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác y tế năm 2018. Hướng tới kỷ niệm 130 năm lễ hội Yên Thế, trong những ngày này, xã Tân Hiệp đang khẩn trương triển khai các chương trình phục vụ cho lễ hội Đình Dĩnh Thép năm 2019. Hội Đình Dĩnh Thép xã Tân Hiệp được tổ chức trong 2 ngày 12-13 tháng 3 dương lịch hàng năm. Tại đây diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao mang đậm bản sắc dân tộc và tinh thần thượng võ như tế cờ, múa chống hội, giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại, biểu diễn võ cổ truyền, múa lân, múa rồng, thi cắm trại, nấu cơm niêu, trọi gà. Các đại biểu và nhân dân làm lễ dâng hương tại tượng đài thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám. Để lễ hội diễn ra thành công và an toàn, Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp đã thành lập ban tổ chức lễ hội và phân công cụ thể công việc của lễ hội cho từng thành viên. Hiện nay công tác chuẩn bị chúng tôi cũng đã tập trung rất là cao. Riêng ngày hôm nay là ngày 24, từ ngày 24 đến ngày 5 tháng 3 chúng tôi đã ra quân động viên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên. Hôm nay được sự quan tâm của huyện đoàn, các đồng chí đã cử hơn 50 thanh niên công an huyện, trên 50 thanh niên của các trường học và đoàn viên trên xã sẽ ra quân tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên di tích của đình và chùa, bao gồm toàn bộ khâu vệ sinh, tu sửa lại đình, sơn lại tường, vệ sinh dọn dẹp và phấn đấu từ nay đến trước ngày 5 tháng 3 chúng tôi sẽ xong. Đình Dĩnh Thép là một trong 9 di tích quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, nơi thờ Cao Sơn, Quý Minh, Minh Giang, Đô Thống, Hoàng Hoa Thám. Theo các tài liệu, năm 1888 tại đây diễn ra Đại hội Nghĩa quân Yên Thế, năm 1907 Hoàng Hoa Thám đã cho tu sửa tôn tạo đình. Để tri ân sâu sắc đến các bậc tiền nhân, đồng thời giữ gìn bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa, hàng năm cứ đến ngày 13 tháng 3 dương lịch, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã và du khách thập phương lại về đây mở hội, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người khỏe mạnh, gia đình thuận hòa, ấm no hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung chương trình truyền hình điện tử do Đài Truyền hình Yên Thế thực hiện trên cổng thông tin điện tử Yên Thế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.